Trường Đại học Minerva vừa công bố đang tiếp nhận hồ sơ xét chọn giải thưởng thành tựu xuất sắc Extraordinary Achievement Award. Giải thưởng nhằm công nhận những sáng tạo, những sáng kiến và tinh thần lãnh đạo của học sinh và sinh viên trong khu vực Đông Nam Á, có thể bao gồm thành tích học tập, công trình nghệ thuật sáng tạo, sáng chế hoặc phát minh mới, có khả năng và vai trò lãnh đạo trong một tổ chức, khả năng độc lập hay tinh thần vượt khó. Giải thưởng sẽ được trao cho hai học sinh sinh viên trên 16 tuổi tại khu vực Đông Nam Á. Nếu đoạt giải, ngoài việc được công nhận và được Đại học Minerva vinh danh, hai học sinh sinh viên xuất sắc nhất đoạt giải cũng sẽ nhận được một học bổng trị giá 2.500 đô la cùng với một lá thư công nhận từ một trong bốn vị giáo sư và hiệu trưởng của trường. Thông tin chi tiết về giải thưởng cùng với đường link đăng ký ứng tuyển được đăng tải tại trang learn.minerva.kgi.edu/southeast asia. Giải thưởng và học bổng này dành cho mọi học sinh sinh viên từ độ tuổi 16 trở lên trước ngày 15 tháng 11 năm 2014.